Tusi Channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với Tusi Channel. Thì tuần mới của bạn thế nào? Đối với mình thì tuần này mình lại háo hức được thử một cái loại trái là một trong những cái thức ăn vặt phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên là nhiều nơi trên thế giới thì lại không tồn tại cái loại trái này. Thì lý do nào mình làm cái loại trái này? Thì một lần bạn mình có xem Love Jungle thì bạn mình có hỏi là không biết mình có biết cái trái bánh mì không, thì tên tiếng Anh của loại trái này là trái bánh mì. Thì trong cái chương trình đó người ta có nói là cái trái này cái vị ăn rất là giống bánh mì, thì bạn mình tò mò và cũng khiến mình tò mò luôn. Thì bắt đầu mình mới tìm kiếm trên Google thì mình mới biết là cái loại trái này ở Việt Nam người ta gọi là trái sake. Thì lúc đầu mình cứ tưởng cái trái này là trái mít cơ, tại vì cái hình dáng nó rất là giống trái mít. Các bạn xem rất là giống trái mít luôn. Thì nhưng mà cái trái này người ta gọi là không phải là trái mít mà gọi là trái sake. Thì cái phương pháp chủ yếu mà ở Việt Nam người ta chế biến cái loại trái này là người ta sẽ đem đi chiên. Thì hôm nay mình sẽ quyết định làm món sake chiên. Thì các bạn hãy đón xem cái video xem mình sẽ làm món sake chiên này như thế nào nhé. Trái sake có rất là nhiều nhựa, như các bạn thấy ở đây là thậm chí nhựa nó chảy ra từ những cái lỗ trên vỏ của trái sake. Cho nên là khi các bạn cắt cái lớp vỏ ngoài của trái sake, các bạn có thể nhúng trái sake vào trong nước có một chút muối thì cái nhựa nó sẽ bớt dính vào tay hơn. Ngoài nếu mà các bạn không muốn làm như vậy thì các bạn có thể đeo găng tay vào để tránh nhựa dính vào tay. Thì cái lớp nhựa này mình khuyến cáo là nó rất là nhiều, thậm chí là khi mình cắt ra các bạn có thể chú ý là nó chảy ngay trên cái lớp mắm thớt luôn, rất là nhiều. Cho nên là các bạn lưu ý là một là các bạn cắt trong nước, hai là các bạn đeo găng tay, nếu không thì sẽ rất là dính tay, như là rất là khó cắt, nó sẽ trơn cái tay. Như mình ở đây mình không có đeo cái gì hết mà cũng không có nhúng vào nước cho nên là rất là khó cắt. Nên là bây giờ mình phải nhúng sơ qua nước để mà bớt cái lớp nhựa ở ngoài mình mới có thể cắt tiếp được. À, sau khi nhúng xong thì nó đã bớt rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hoàn thành việc gọt bớt cái vỏ nhựa. Thì các bạn cứ gọt liên tục vì vỏ của trái sake khá là dễ gọt chứ không có cứng, nên là các bạn có thể gọt hết toàn bộ. Sau đó là để tránh thâm thì các bạn sẽ rửa nhúng bớt vào nước để bớt nhựa, vừa bớt nhựa vừa bớt thâm. Và sau đó các bạn sẽ cắt thành từng miếng khoảng tầm 1 cm, thành những miếng lớn, cắt liên tục cho đến hết. Và các bạn lưu ý là nên các bạn sẽ bỏ đi cái phần phía trong, nhân phía trong. Khi bạn cắt cái phần mà bạn thấy có rất là nhiều cái lỗ nhỏ, đó là cái phần cụ phía trong. Và sau khi các bạn cắt xong nhiều miếng to thì các bạn sẽ cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, vừa dễ chiên mà cũng để vừa dễ ăn nữa. Sau đó cuối cùng các bạn sẽ rửa sơ hết tất cả các miếng đã cắt vào trong nước muối. Và sau đó sẽ trụng qua nước lạnh. Sau khi rửa trái sake qua nước lạnh, các bạn sẽ để ráo phần sake. Và tiếp theo mình sẽ trộn hỗn hợp chiên. Thì ở đây mình sẽ sử dụng hỗn hợp bột chiên của Otoki. Đầu tiên mình sẽ đổ hỗn hợp ra tô. Và tiếp đó sẽ cho một lượng nước thích hợp được ghi trên bao bì vào trong đó. Thì các bạn sẽ trộn liên tục đến khi mà hỗn hợp không còn lợn cận nữa. Thì để chiên sake mình sẽ sử dụng phần bột chiên này cùng với bột áo và bột chiên xù. Thì ở đây mình sẽ chiên sake theo hai cách. Đầu tiên mình sẽ chiên cùng với lớp bột chiên xù ở bên ngoài. Thì những bước để mà chiên sẽ bao gồm, đầu tiên các bạn sẽ nhúng cái phần sake vào trong phần bột áo. Sau đó các bạn sẽ nhúng vào phần hỗn hợp bột chiên. Và cuối cùng sẽ nhúng vào phần bột chiên xù. Và các bạn cứ làm liên tục cho đến khi mà hết cái phần sake mà các bạn đã chuẩn bị. Thì ở đây nên sử dụng dầu đã nóng già. Và các bạn sẽ chiên đến khi nào mà miếng sake vàng cả hai mặt thì gấp ra để ráo dầu. Và tiếp đến mình sẽ chiên theo cách thứ hai là mình sẽ cho tất cả vào trong cái phần bột chiên. Để chiên thì dành cho những bạn lười nhưng mà vẫn muốn có sake chiên ăn thì cái này cũng vẫn không có vấn đề gì hết, vẫn ngon như bình thường. Chỉ là bên ngoài sẽ không hấp dẫn bằng khi các bạn chiên cùng với lớp bột chiên xù mà thôi.
thì các bạn cũng phải làm tiếp tục cho đến khi mà hết cái phần bột chuẩn bị. Chiên đến khi vàng đều phồng thì các bạn sẽ gấp ra và để cho ráo dầu. Ở đây mình làm cả hai cách để thử xem cái nào sẽ ngon hơn. Và đây là cuối cùng là thành quả. Đây là chiên xù và đây là chiên bằng bột chiên bình thường. Tèn te lại là mình vừa mới hoàn thành xong món sake chiên. Thì đã ăn cái món này, chúng ta sẽ ăn chung với hai thứ. Một, các bạn hãy chọn ăn với đường. Và hai thì các bạn sẽ chọn ăn với mayonnaise và tương ớt. Đó là hai loại này. Thì ở đây mình sẽ thử ăn từng loại, một loại chiên giòn và một loại là sẽ chiên chỉ có áo bột thôi. Thì mình sẽ ăn thử cả hai loại cùng với cả hai loại sốt này để xem là cái vị nó có khác nhau như thế nào không. Mọi con cùng với mình nhiên. Đây mình sẽ ăn loại chiên giòn trước cùng với sốt mayonnaise và tương ớt. Phía bên trong nó sẽ như thế này nè các bạn. Nó bột nhưng mà cái cấu trúc bên trong của nó thì là như kiểu sợi sợi á, chứ nó không có chứ nó không có một cục bột như là khoai lang hay là khoai tây. Cái chiên phù này ăn với lại mayonnaise cho nó cực kỳ hợp. Không biết ăn với đường nó như thế nào nữa. Giờ mình sẽ ăn thử với đường. Chiên giòn ăn với đường. Cái lớp bột áo bên ngoài nó dày quá cho nên là không có ấy được cái vị ngọt của đường nữa. Khá là ok. Nói tóm lại là chiên xù thì ăn với lại tương ớt và mayonnaise sẽ ngon hơn. Bây giờ mình thử ăn với lại chiên áo bột. Đây mình chấm lại tương ớt và mayonnaise. Nhưng mà chiên như vậy ăn tương ớt có cảm giác như bạn đang ăn khoai tây chiên vậy. Cứ tự tự như vậy. Tiếp theo mình sẽ chấm đường. Cái chiên áo bột không thì chiên với đường ăn với đường ngon hơn.
vị nó rất là rõ bạn, tại vì cái lớp vỏ nó không có dày hết nên là ăn nó ngọt. Ok. Theo cái kiến mình thì chiên hai kiểu này, chiên xù nó thích hợp khi các bạn ăn với lại mayonnaise và tương ớt hơn. Còn nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn nên chiên áo bột như vậy để ăn hợp với lại đường hơn. Thì cả hai thằng đều 1-9-1-10, thằng nào cũng ngon hết. Cả hai cách đều có cái ngon riêng của nó, cho nên là các bạn có thể thử. Tại vì một trái sake ăn cũng rất là bự, một trái sake có thể ăn trên khoảng 4 người lận. Cái sake thường rất là lớn, không phải lớn, không ăn là lớn, ở tầm này như trái nãy mình chặt ấy. Một trái thì 4 người ăn vẫn chưa săn, cho nên là các bạn có thể thử chiên cả hai lại, hai kiểu này khi mà làm. Thì như mình đã nói phía trên, đây là một món ăn vặt khá là phổ biến ở Việt Nam. Thì ở ngoài người ta thường khi mà ta làm, người ta sẽ thêm vào giống như là bột phô mai với lại bột wasabi để cho cái vị ngon hơn, người ta sẽ lắc chung. Thì nhưng mà khi mà các bạn muốn ăn, muốn làm ở nhà thì cái trái này thường người ta sẽ không bán ở ngoài chợ, lâu lâu thì người ta mới bán thôi, tại cũng hên xui lắm. Thì tại vì cái trái này đặc điểm nè, khi mà nó chín thì nó mới tự rụng xuống, còn chặt thì phải lâu lắm thì nó mới chín. Cho nên là nếu mà các bạn có cơ hội mua được cái trái này thì hãy thử làm cái sake chiên này thử đi, ăn rất là ngon. Nó sẽ không giống, cái vị nó sẽ hoàn toàn không giống lại khoai lang hoặc là khoai tây đâu. Thì hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video này. Đừng quên like và subscribe cho mình để xem thêm nhiều video mới nhé. Tạm biệt.